Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quyển chung, phẩm thứ 5, danh hiệu của địa ngục. Một, Phổ Hiền hỏi: Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì trời rồng bát bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại lai và về vị lai sau mà nói lược về danh hiệu của các địa ngục là chỗ thọ báo của những hạng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này, và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của ngài mà nói lược về danh hiệu của địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. 2. Danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, cung đông của diêm phù đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hòa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tòa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàn, lại có địa ngục tên là Chánh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiếu Oán, địa ngục Bạt Thiệt, địa ngục Phần Liếu, địa ngục Đồng Tòa, địa ngục Hòa Tượng, địa ngục Hòa Cầu, địa ngục Hòa Mã, địa ngục Hòa Ngưu, địa ngục Hòa Sơn, địa ngục Hòa Thạch, địa ngục Hòa Sàng, địa ngục Hòa Lương, địa ngục Hòa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bắc Mì, địa ngục Ấm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đào Thích, địa ngục Hòa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hòa Lang. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, nhân đến 100.000, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do những chúng sanh trong cõi diêm phù đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu giường biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế, chúng sanh chứa khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mẹ muốn đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mỗi người cũng phải theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Lạy tư lương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược về địa ngục như thế, trông mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo lên ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. 3. Tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục là như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục vạc sầu sôi sùng sục lấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bựng lửa lớn bay tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phần tiểu, hoặc có địa ngục lao gai trông sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế trong mỗi ngục có 100.000 thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này đều là do những hành nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thật rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục thời, trong mỗi ngục lại còn có 100.000 thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Lạy tư lương xúc oai thần của Đức Phật, và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết. Ha ha ha, Bun Sam Mo Di So Ha.